Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu 9 tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp, Tư lệnh Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu 9 chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có đồng chí Trần Diệt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố. Năm qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu 9 đã chỉ đạo Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh các cấp thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, hoàn thành tốt các kế hoạch đề ra. Công tác quán triệt triển khai các văn bản lãnh đạo chỉ đạo thông tư hướng dẫn của cấp trên cho từng cấp thực hiện chặt chẽ, thống nhất. Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên đi vào nề nếp, chất lượng môn học được nâng lên. Năm nay, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu 9 tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh, thường xuyên củng cố kiện toàn Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh các cấp, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà trường, tổ chức rà soát, phân cấp đối tượng. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp nhấn mạnh, công tác giáo dục quốc phòng an ninh là nội dung quan trọng trong việc nâng cao sức mạnh quốc phòng an ninh bảo vệ Tổ quốc. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 sẽ lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng Giáo dục Quốc phòng an ninh các cấp chủ động sáng tạo, khắc phục những khó khăn hạn chế, quyết tâm thực hiện hoàn thành thắng lợi công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2024.